Hello mọi người nha, bây giờ mình sẽ review mọi người sẽ chở gách mọi người nha, chở gách để sửa đường mọi người nha. Đó, đây là xe Extreme mọi người nha, rất là khỏe luôn mọi người ạ. Đây là chuyên môn, xe rất là độc đáo luôn mọi người. Ai út mà? Chở gách rất là đông. Đây mọi người nhá. Đây mọi người, bên đây là đường hư hết mọi người. Đó. Đây mọi người nhá. Đây là xe bẹt. Đây mọi người. Rất là nhiều người luôn. Đây là trên rẫy mọi người nhé, đường đi đi rẫy mọi người nhé, đường đi rẫy hái cà nha mọi người. Còn mình kia là xe múc mọi người. Đây mọi người nhé, phong cảnh rất là tuyệt luôn. Đấy. Đấy nha mọi người nhé, đây là đang sửa đường nha mọi người nhé. Đây là đường bị hư hết mọi người. Đây là xe múc sửa đường nha mọi người nha. Anh em đang làm đường. Đây là loại skim người nhá. Đấy nha mọi người, đây là khán giả nha. Đây. Đấy nha, khán giả rất là đông luôn mọi người. Đây nha mọi người nha, bị cái cây rồi mọi người nha. Ai lấy cô bị cái cây rồi. Đấy, thấy chưa, khán giả rất đông luôn. À, một tài xế là khán giả rất là đông luôn người nhé. Đấy nha mọi người nha, anh em đang sửa cái đường nha mọi người nha. Đấy, đây là bộ bi nha mọi người. Rồi,
chúng là siêng luôn. Kia là xe múc. Đấy mọi người nhé, hai anh em đang làm đường cho mọi người nhé. Đó. Đó, đây là anh em đang sửa cái con đường mọi người ạ. À. Đó, mọi người thấy chưa nhá. Đó, đây mọi người nhé. Tại vì đường đi đấy nó hư hết mọi người, nước nó trôi hết. Đó. Đây là toàn xe XT không mọi người nhá. Hai xe để chở đất đổ bên kia mọi người nhé. Đó, rất là tuyệt luôn mọi người. Đây là xe múc mọi người. Xe này, xe XT này chở rất là tuyệt luôn mọi người nhá. Đó, xe này là hai cầu mọi người. Ba cầu luôn người nhé. Đấy mọi người nhé, anh em nhớ ủng hộ cá nhân mọi người nhé, mong người chia sẻ nhiều vào như mọi người đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều người nhé. Đây là mình quay khu vực Tây Nguyên người này. Đó. Chia sẻ cùng mọi người nha, cuộc sống hàng ngày nha mọi người. Đó, đây là cuộc sống hàng ngày của anh em mọi người ạ. Đây là anh em đã sửa đường rồi nhé. Anh em đang đây nha mọi người, có xe này tiếp tục lên đường mọi người nhé. Đấy, đây là tài rất là chuyên nghiệp luôn mọi người. Đó. Anh nghĩ nha, cái xe này là 2205 nha mọi người. 205 nha mọi người nhá. 2205 nha. Còn xe kia là cũng hơi to xíu mọi người nhá. Xe bên kia là hơn 2500 nha mọi người. Đó, đây. Đây là 2210 mọi người nha, không phải 2500 nha. Lộn nha mọi người. Đó, đây là tài chuyên nghiệp luôn mọi người ạ. À, yeah. Nhiệt độ bên kia mọi người nhé. Mọi người nhớ ủng hộ kênh nha mọi người. Hôm nay mọi người nha. Đấy. Rồi, mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người nha. Chúc mọi người gặp lại video tiếp theo nha mọi người nha. Hẹn lại mọi người gặp lại video tiếp theo nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha.